cây ra tay gợi gợi với chẳng giống ai cả. Đến cái tuổi đấy chị, đến tuổi cho nên là phải gặp nhau sớm đấy chị ạ. Ừ, đúng rồi, không có này là khi này, không đi được mà gặp, không đi mà gặp được, cho nên là bố trí cái xe đấy cũng được. Nếu mà đông người hơn thì sẽ, thí dụ như là đông hơn thì là cứ đặt cái xe to đi để cho nó thoải mái. Đi thẳng nhỉ? Vâng, thẳng. Ăn thử bánh táo cho bà. Thế à? Thử vâng. Cho bà. Đây, đây. Có pin rồi ạ. Vâng. Thế là nằm kia hai đứa mà. Đây còn đứa nữa đây, ông vừa đi đón đấy bà. À, hai đứa đúng không? Hai đứa là đứa. Là con thằng lớn đấy mà. Vâng, nhưng mà là một trai một gái à? Đúng không, hai con vịt. À, hai gái. Đây thằng bé một con vịt, đây là ba con vịt. Chị Kim không biết có nhớ ngày xưa cái chỗ này hồi nhỏ em ra đi chơi nó rộng mênh mông. Bây giờ nó xây các cái nhà điện lực này, sở điện này. Em nhớ là như vậy nó chỉ còn là cái bốt thì đúng không? Nó là cái điện. Khi em nhớ là cái chỗ cái vườn hoa này rộng lắm. Chị công nhận không? Nó còn rộng mà. Vâng. Đấy. Cái này em cứ chơi hồi nhỏ chạy ra đây, chứng tỏ là như vậy là đã lấy đất của nhà thờ chứ. Không, dạ. Đất nhà thờ không động, đất nhà thờ bên này em ạ. Lấy đất nhà thờ là cái trường Hà Huy Tập, bây giờ họ lấy nhà thờ lấy lại. Chứ ngày xưa em nhớ là em đi ra đây là mênh mông luôn bé. Đây này, đất nhà thờ này họ đang lang thang những đây thiên thần đang ở trước kia là lấy cái trường Hà Huy Tập đấy em ạ. Trường Hà Huy Tập ạ, là cũng của nhà thờ đúng không? Đây này, là lấy của họ đúng không? Ừ, đây là nhà thờ lấy lại đây này. Đây bây giờ nhà thờ xây tất cả các nhà thờ là còn có mỗi bên trong thôi nhỉ. Đây chỗ này đấy, khu thiên thần này là trước đây là trường Hà Huy Tập đây này. Đấy ăn sâu vào trong kia. Giáp với nhà vàng kìa. Mà 12 giờ đêm rước kiệu ấy. Chịu nhận không? Bây giờ vẫn rước chứ. Mà công an là họ chặn hết cả phố nhà mình. Rồi, đông lắm. Bởi vì là đông lắm cho nên là em nhớ buổi tối là cứ Noel đúng ngày sinh nhật em nữa. Thế à, đây à? Vâng. Cho nên là nó lại rất ý nghĩa. Thế là cứ lang thang ở đây. Phố này mà đêm Noel thì đông vô cùng vâng. Trần Hưng Đạo. Nó đông từ ngày xưa mà cứ rước kiệu khoảng phải 12 rưỡi chị nhỉ, 12 rưỡi đêm rồi mới rước vòng từ cổng bên này vâng, sang cổng bên kia. Đúng rồi, vòng thế mà cũng chỉ mong được xem một cái thôi, thế mà chen lấn xô đẩy. Chen lấn núi giỏi đông lắm. Đúng cổng kia. Tốt quá rồi, có chị Kim. Nhưng mà chị em sang cái cửa bên này đi. Chị sang cái cửa bên này đi để cho nó an toàn. Vâng, em cảm ơn nhá. Chào nhá. Chào nhá. Chào nhá. Hôm nay phải cho nó lên luôn chứ à? Vâng. Để cho nó lên nhá. Cháu ngồi xe to ra này. Đúng ở phố nhà mình cứ đỗ loạn. Đi nhá. Vâng, em đi đây. Vâng, chào chị. Vâng, vâng. Bà nào? Bà Liên. À ư nha, chị có Liên với con này. Con này. Có mời luôn không? Không. Sao vậy? Rồi, già rồi mới mời ngại lắm. Người ta phải lăn tăn. Người ta phải nghĩ ngại. Vâng. Chào bác. Vâng, vâng. Chào xin phép. Vâng, chào bà nhá. Vâng, chào xin phép cho lên đây. Vâng. Đã phải đúng không? Còn một vợ chồng nhà ông Sĩ ngày xưa làm người ở quản gia nhà bà Phương ấy. Vâng. Bây giờ đâu? Đây ở đấy nhưng mà mất rồi. Mất hết rồi. Xong bà Phương còn cho một cái nhà ở chỗ 5 tầng nữa mà. Vâng, chắc vậy. Mua cho ở riêng. Thế ạ? Ừ, bởi vì cái vụ đấy là cái vụ mà cái nhà bị ném bom này. Thế là nó sập. Sập thì bà Phương với ông Phương có dấu vàng thì cái sập. Thì ông Sĩ lúc đấy là về lấy lên được cả một cái vàng, một túi vàng không thiếu một tí nào, giao lại cho nhà ông Phương và Phương. Cho nên ông Phương và Phương rất quý nhà ông Sĩ. Đấy, thế thì về sau này thì là mới mua cho và đã tổ chức đám cưới và mua cho một cái nhà ở tầng 5 hay tầng 4 gì đấy của khu 5 tầng. Cái nhà tập thể thôi nhưng đẹp mà rẻ, mới ít người ở tập thể. Thì quý lắm, bởi vì là chăm sóc nhà cửa như nhà bà Phương mà quản gia, như bây giờ gọi là quản gia.
Liên này cũng ở đấy nhưng bà Liên thì không lấy chồng. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Bà Liên ngày xưa là bà Liên yêu anh An. À thế à? Ý định là lấy An. Đấy, lên nữa thôi. Vâng, lên lấy An. Ừ đấy, túm lại là bà Liên này, ông sĩ, vợ chồng ông sĩ này mới là vì sao bà phải mở phương cửa. Những cái chuyện này là bây giờ chỉ có bọn thế hệ mình trở lên mới biết. Chỉ còn bọn trẻ bây giờ không nữa làm nhớ được. Đấy bà Liên này, bà chị Chi này, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn như thế. Tức là hồi bà Liên là mình còn mới sinh đẻ ấy. Vâng. Ừ. Tức là bao nhiêu năm, mấy năm rồi. Ra đâu này? Không, đi thẳng chứ. Nó là Mạc Thị Bưởi cơ mà. Nó chơi đấy cơ mà. Dạ bà cũng được nha. Gương mặt vẫn thế nhỉ. Vâng. Gương mặt có phần giống mẹ mình đúng không? Ừ. Bởi vì bà Liên này thực ra là tầm lứa của chị mẹ mình với bà Nhung. À. Chỉ trẻ hơn một chút thôi. Trẻ ít tuổi hơn thôi. Ít tuổi hơn thôi, chứ còn cái tầm lứa kiểu chơi với nhau à, là cái tầm đấy. Không ít nữa khoảng. Ít hơn chục tuổi. Đấy, chục tuổi. Chục tuổi chứ không phải không. Nhưng mà họ chơi với nhau và gọi chị em. Tầm loại như thế. Thế bà Liên mà lại muốn anh An thì là cũng hơi bị lệch. Anh An thuộc hàng cháu. Đúng không? An là nhiều tuổi chứ. An nhiều tuổi nhưng mà vẫn là con bà, con bà Phương. Bà Phương thì gọi bà này chỉ là em là thôi. Đi đường này thẳng là nó mới mở hay là đi đường kia nhỉ? Anh đi đường nào cũng đi. Cứ đi thẳng. Nào vẫn đi mà. Đi thẳng. Nó sẽ đến hết.